Chào tất cả mọi người, bây giờ mình sẽ đi nhận định và phân tích cái tỷ lệ kèo trận đấu giữa hai câu lạc bộ Celta Vigo và câu lạc bộ Atlético Madrid. Đây là trận đấu thuộc vòng 7 giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha và trận này sẽ được diễn ra vào lúc 2 giờ rạng sáng ngày 27 tháng 9. Và theo đánh giá, câu lạc bộ Atlético Madrid sẽ là đội được đánh giá cửa trên và sẽ chấp câu lạc bộ Celta Vigo với mức kèo là 0,5, mức kèo cũng có thể tăng 0,75 và hạ xuống còn 0,25, mức tài xỉu là 2,75, 2,5 và 3 trái, tùy kèo biến động. Trước khi đi vào nhận định, mong các bạn ủng hộ mình bằng một like video này và một lượt đăng ký kênh nhé. Và mình cũng xin thông báo thêm với các bạn là hiện tại thì mình cũng có nhóm Zalo và Telegram cập nhật kèo bóng cho các bạn tham khảo mỗi ngày. Đường link của nhóm thì mình có để ở bên dưới phần mô tả của video này. Các bạn cứ việc xuống dưới phần mô tả, kết bạn Zalo hoặc ấn vào đường link của nhóm để đăng ký làm thành viên và sẵn tiện tham khảo về những kèo bóng khác nhé. Và bây giờ mình sẽ quay trở lại với cái phần nhận định bóng đá của trận này. 5 lần gặp nhau gần nhất của Celta Vigo và Atlético Madrid, Celta Vigo toàn thua cả 5 trước Atlético Madrid. 5 trận thi đấu gần nhất của Celta Vigo, Celta Vigo thắng 2 và thua 3. Còn 5 trận thi đấu gần nhất của Atlético Madrid thì Atlético bất bại với 3 trận thắng và 2 trận hòa. Và ở lần đối đầu này với mức kèo như thế này thì theo nhận định của mình, lần này mình sẽ đặt niềm tin vào Atlético Madrid chấp 0,5 nha. Vì sao? Mặc dù trận này Atlético Madrid phải đi làm khách, nhưng mà xét về thực lực và chiều sâu đội hình, ở thời điểm hiện tại Atlético Madrid đang được đánh giá là nhỉnh hơn Celta Vigo một bậc. Thứ hai nữa thì xét về phong độ cũng như là thành tích đối đầu của hai đội ở những lượt trận gần đây thì Atlético Madrid cũng đang áp đảo hơn so với Celta Vigo nữa. Những lần đến làm khách trên sân của Celta Vigo trước đây, đa phần là Atlético Madrid có chiến thắng mang về. Ở lượt trận này tiếp tục đến làm khách với một lực lượng mạnh nhất cộng với phong độ đang cực kỳ ổn định, thì với mức kèo này mình dự đoán là Atlético Madrid họ sẽ vượt qua được. Cho nên bạn nào tin tưởng mình ưu tiên chọn Atlético Madrid chấp nha. Chỉ cần Atlético Madrid đã đúng thực lực và phong độ hiện tại, thắng cách biệt một bàn thôi thì chúng ta chọn Atlético, chúng ta cũng đã thắng kèo rồi. Mức tài xỉu là 2,75, 3 trái và 2,5. Những lần gặp nhau trước đây của hai đội đa phần cũng có từ 3 hoặc 4 bàn trở lên. Cái hiệu suất ghi bàn của Celta Vigo lẫn Atlético Madrid nó cũng đang khá đều đặn ở thời gian vừa qua. Thì dự đoán là cuộc đối đầu này tiếp tục sẽ là cuộc đối đầu có nhiều bàn thắng được ghi, có thể là 2-1 hoặc 3-1 nghiêng về cho Atlético Madrid trận này. Bạn nào tin tưởng mình nữa ưu tiên chọn kèo tài nha. Và ngoài ra các bạn có thể đá cái mức chơi phụ, đó là hai đội đều ghi bàn. Ở mức hiệp 1, mức kèo chấp là 0,25 và tài xỉu là 1,25. Vì đó hiệp 1 với mọi thứ đang vượt trội hơn thì có thể là Atlético Madrid họ sẽ chơi với tâm thế cửa trên và chắc chiêu cơ hội. Vì đó hiệp 1 Atlético Madrid sẽ có được 1 hoặc 2 bàn dẫn trước. Hiệp 1 các bạn chọn Atlético chấp nha. Và canh tại hiệp 1 còn từ 1 trái trở xuống thì vào. Tóm hai trận này chốt kèo là chọn Atlético Madrid và tài. Ở hiệp 1 cũng vậy. Chúc các bạn may mắn.